Tôi trân trọng kính mời vị đại biểu đại diện cho gia đình nhà gái có đôi lời tâm sự phát biểu cảm ơn trước lễ và trao dâu cho gia đình nhà trai buổi chiều hôm nay. Xin trân trọng kính mời bác. Quý vị cho chồng một tay lòng nhiệt đón chào bác Trương Đoan, phái đoàn hàng nhà gái có đôi lời tâm sự phát biểu trao dâu. Kính thưa quý cụ, quý ông bà cùng toàn thể anh chị em, hôm nay rất vui cho gia đình họ nhà gái chúng tôi có cháu lớn đi xây dựng gia đình, được sự quan tâm của quý cụ, quý ông bà và anh chị em đến đây ăn trầu uống nước và cùng nhau chúc phúc cho các cháu. Tôi xin đại diện cho gia đình xin cảm ơn họ nhà trai đã về đây cùng với họ nhà gái chúng tôi để chuẩn bị đón và đưa cháu gái của chúng tôi về để làm lễ kết hôn ở tại họ nhà trai. Và cũng mong quý cụ, quý ông bà cùng toàn thể anh chị em họ nhà trai thông cảm cho hoàn cảnh họ nhà gái chúng tôi chật chội, bàn ghế tiếp đón chưa được lịch sự chu đáo, ban tiếp tân chưa được hoàn hảo. Xin quý khách vui lòng và cảm ơn. Tôi xin cảm ơn cho, xin đại diện cho họ nhà trai, xin họ nhà gái xin cảm ơn các ông bà đã về phục vụ cho gia đình họ nhà gái mọi phần việc mà họ nhà gái đã giao. Phần trách nhiệm đã hoàn thành được nhiệm vụ. Xin cảm ơn tất cả các quý vị. Cảm ơn. Tôi rất chân thành cảm ơn lời tâm sự phát biểu của bác trưởng đoàn là phái đoàn hòa nhà gái có đôi lời tâm sự phát biểu cảm ơn cho các lễ và trao dâu, có đôi lời trao dâu cho gia đình nhà trai. Và bác cũng nói rằng đám cưới của cô dâu trẻ Trần Dung, chú già trẻ Quốc Toàn hôm nay tổ chức ở ngoài sân, bà con cô bác khắp xa gần, người vui đông đúc bàn ghế chật, hội ôn thông cảm với gia đình. Vì điều kiện phòng cưới gia đình nhà gái chúng tôi buổi chiều hôm nay có phần chật hẹp, thời tiết những ngày đầu mùa hè năm 2019 có phần oi nóng, sự đón tiếp của gia đình nhà gái chúng tôi còn nhiều điều khiếm khuyết. Kính mong toàn thể quý cụ, quý ông, quý bà, cô dì, chú bác, chị em Tây Điên hết sức thông cảm với gia đình, cảm thông với chú rể, thông cảm với cô dâu trong ngày cưới hôm nay. Và những lời phát biểu vừa qua của cả hai họ thì đều là ý chung, đều mong cho con cháu mình được trưởng thành khôn lớn. Và kính thưa quý vị, thưa anh chị và các bạn nam nữ thanh niên rất chân trọng và kính mến, chim tung cánh thì lan tin mừng tiệc cưới, hoa hé cười tắm gọi tương lai. Hôm nay cô dâu trẻ Trần Dung, chú rể trẻ Quốc Toàn họ sánh vai như hoa lan phượng chúc may một nhà, và thuốc trà lan tỏa tình trung thủy, trà ngon cạn chén hẹn nở chia tay. Kính thưa quý vị, thưa anh chị và các bạn nam nữ thanh niên rất chân trọng và kính mến, trăm năm chọn lấy một năm chọn lấy một tháng, và một tháng thì chọn lấy một ngày chọn lấy một giờ, đó là giờ đẹp nhất, giờ thanh long hoàng đạo, giờ gia đình nhà trai đón dâu, gia đình nhà gái đưa dâu. Và bây giờ cũng đến giờ đẹp nhất, giờ